Kính chào quý vị và các bạn. Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nóng vào ban ngày, chiều tối có mưa rông. Đáng chú ý là ở miền Bắc và miền Trung ngày hôm nay sẽ bắt đầu đợt nắng nóng mới. Trên bản đồ vùng nhiệt thì quý vị có thể thấy là miền Bắc và khu vực miền Trung ngày hôm nay trời sẽ nóng hơn hẳn. Bởi vì trong khi ngày hôm qua thì hầu hết chỉ là màu vàng và màu cam nhạt, thì sáng hôm nay nhiều nơi ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện cả màu đỏ, tương ứng với nhiệt độ nắng nóng trên 35 độ. Cụ thể là tại thủ đô Hà Nội và các thành phố như là Thái Bình, Ninh Bình và Hòa Bình sẽ có mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ trong chiều nay. Ở khu vực miền Trung, vùng nóng chiều nay sẽ tập trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ và có nơi trên 38 độ. Dù đợt nóng lần này nhiệt độ không cao kỷ lục như đợt trước nhưng sẽ kéo dài nên có thể khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi hơn. Quý vị làm việc lâu ngoài trời thì cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh bị say nắng và sốc nhiệt. Với Tây Nguyên và Nam Bộ trưa nay, một vài nơi đã có mưa nhưng rất nhanh nên trời càng thêm oi nóng. Nhiệt độ cao nhất chiều nay ở các thành phố sẽ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa thì nắng nóng 35 đến 36 độ. Đến chiều tối thì mưa mới diễn ra đồng đều hơn, xảy ra trên một nửa diện tích khu vực. Cục bộ sẽ có điểm mưa to là những vùng màu xanh đậm với lượng mưa có thể gần 50mm. Trong giai đoạn đầu mùa mưa, rất dễ kèm theo cả dông sét và gió giật mạnh. Trên biển ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo chiều nay ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió khoảng cấp 3, cấp 4, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong chiều và tối nay.